Thì với cái dòng điện MS có rất nhiều tác dụng như là sẽ tăng cường cơ bắp này, ngăn ngừa teo cơ này, thư giãn cơ bắp, giảm đau nhức, giãn cơ và làm đẹp cơ. Thì bộ sản phẩm này sẽ bao gồm là một cái thảm để hai bàn chân này, một giấy hướng dẫn sử dụng, một cái bộ điều chỉnh này và một cái điều khiển từ xa. Đây là bản nâng cấp nha các bạn. Với cái máy này ấy, thì nó sẽ có bấm để chúng ta gắn lên đây. Thì chúng ta sẽ gắn theo đúng hướng nha. Cái lòng bàn chân để như thế này thì chúng ta sẽ để cái nút bấm này hướng về phía dưới như thế này nha. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Cái máy này ấy, thì nó có 19 chế độ, 19 cái cường độ để tùy chọn và có 8 chế độ massage. Đây mình sẽ bật lên cho các bạn này. Chế độ thứ nhất là chế độ nhấn bấm huyệt thư giãn cơ bắp. Chế độ thứ hai là xoa bóp massage đánh thức hệ thần kinh não bộ. Và chế độ thứ ba là chế độ kích hoạt giúp massage cơ bắp hiệu quả nhất. Và chế độ thứ tư thì là chế độ tập luyện giúp tăng cường cơ bắp ở chân. Và chế độ thứ năm thì là giúp chế độ cuộn giúp thư giãn cơ bắp. Ở chế độ thứ sáu là chế độ định hình giúp thư giãn lòng bàn chân và làm giảm mệt mỏi. Ở chế độ thứ bảy, chế độ trà giúp thư giãn toàn bộ cơ thể. Và chế độ thứ 8 này, đây là chế độ giúp lưu thông khí huyết và phục hồi cơ thể. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có hai nút là cộng trừ để chọn cái cường độ. Cường độ thì có 1 đến 19 các bạn sẽ tùy chọn nha. Đây, chế độ 1 này, 2. Đó, 19 chế độ chúng ta sẽ chọn chế độ phù hợp với mình. Với người sử dụng lần đầu tiên thì chúng ta nên chọn cái chế độ 1 nha. Chế độ nhẹ nhất trước. Cái máy này nó sẽ tự hoạt động được khoảng 15 phút thì nó sẽ tự động tắt nha. Và cái này máy này khi nó ở cái chế độ là không, tức là chúng ta không chọn. Đây, ở chế độ là không như thế này thì sau 20 giây thì nó sẽ tự động tắt nha, để tiết kiệm pin ạ. Và cái máy này ý, thì nó sạc tầm khoảng 1 đến 2 giờ thì sẽ dùng được tầm 160 phút. Cái khi mà chúng ta chọn cái chế độ càng mạnh thì cái lực tiêu thụ điện nó sẽ càng lớn này và không dùng được khi đang sạc. Để mà sử dụng cái này thì chúng ta sẽ phải sử dụng đồng thời cả hai chân này và không đi tất, không dùng túi bóng nha và không dùng ni lông và không rời chân nha. Chúng ta phải đặt hai chân lên đây ạ, đúng vị trí lên đây nha. Đây, với bản nâng cấp này thì chúng ta có thêm cái điều khiển từ xa này. Khi mà ngồi ý, thì chúng ta có thể điều chỉnh chế độ ở đây nha. Cường độ này tăng này. Đó, tăng cường độ lên.